Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hallelujah! Một lần nữa thì tôi xin gửi lời chào mừng đến toàn thể quý con cây Chúa, quý hội thánh, buổi sáng nay ở trong danh Chúa Jesus Christ của chúng ta. Thật là phước hạnh chúng ta khi chúng ta được ở trong nhà của Chúa và được thờ phượng Ngài, được tôn cao Chúa. Lời của Chúa nói rằng là phước cho những kẻ ở trong nhà của Chúa, miệng họ sẽ ngợi khen Chúa không ngớt. Và khi chúng ta càng ngợi khen, càng thờ phượng Chúa thì quyền năng và ân điển của Chúa Trời càng tuôn đổ trên đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa thật tốt lành. Ê-phê-sô đoạn 1 câu 3 chép rằng là tạ ơn Đức Chúa Trời, ngợi khen Đức Chúa Trời, Ngài đã xuống phước cho chúng ta đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Cảm ơn Chúa, khi chúng ta ở trong Đức Chúa Giêsu Christ thì chúng ta được Đức Chúa Trời Ngài ban chúng ta đủ mọi thứ phước thiêng liêng quý mài cha. Đầy đủ tất cả những thứ phước mà chúng ta có cần ở trong đời sống của chúng ta. Từ thuộc linh cho đến thuộc thể chúng ta sẽ được đầy dẫy và được no thỏa khi chúng ta ở trong Chúa và trong lời của Ngài. Buổi sáng nay thì tôi xin được phép chia sẻ về một chủ đề, đó là 10 chìa khóa để sống được ơn của Chúa. Thưa quý mài che, mặc dù rằng là tất cả chúng ta đều được hưởng tất cả những phước lành của Đức Chúa Trời sau khi tin nhận Chúa Giêsu Christ làm của Chúa đời sống của mình, nhưng mà trong vương quốc của Đức Chúa Trời thì sẽ có một số người sẽ được ban phước nhiều hơn là những người khác. Tôi tin rằng là để được ơn của Chúa thì có liên quan đến một cái sứ mạng nào đó. Vậy thì điều gì đã thu hút Đức Chúa Trời Ngài đoái xem đến Mary, đến nỗi mà khi thiên sứ Gabriel đến báo tin cho bà rằng là bà sẽ chịu thai và sanh một con trai tên là Giêsu, thì cái lời đầu tiên mà thiên sứ nói với bà đó là: hỡi người được ơn, chúc mừng cô, Chúa ở cùng cô, ở trong Luca đoạn 1:28. Đây chính là cái ơn mà tôi sẽ nói với quý vị trong buổi sáng nay. Dẫu rằng là sau khi tin nhận Chúa Jesus Christ làm của Chúa đời sống của mình thì tất cả chúng ta đều là con cái của Ngài, đúng không ạ? Và tất cả chúng ta đều được ơn ở trong mắt của Chúa. Nhưng mà trong vòng những người con của Chúa sẽ có những người được ơn đặc biệt. Tôi không nói rằng là Đức Chúa Trời Ngài yêu thương họ nhiều hơn, bởi vì đối với Đức Chúa Trời thì Ngài không có sự thiên vị ai cả. Chúa yêu tất cả chúng ta như nhau ở trong Ngài. Và trong suốt Kinh Thánh, từ ngữ được ơn được sử dụng theo nhiều cách khác nhau. Theo định nghĩa của từ điển thì từ được ơn có nghĩa rằng là được Chúa Ngài chấp thuận, được Chúa hỗ trợ, có thiện chí, nhiều hơn thế nữa, có lòng tốt và có sự ưu ái. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy có những người họ có một cái sự ưu ái đặc biệt mà Đức Chúa Trời dành cho cuộc đời của họ. Và chúng ta sẽ khám phá được những nguyên tắc ở trong cuộc đời của những con người được Chúa ưu ái như vậy, để chúng ta có thể rút tỉa ra được những bí quyết và chúng ta có thể áp dụng nó vào trong đời sống của chúng ta. Hầu chúng ta là những người sống ở trên đất này, mang danh của Chúa, chúng ta sẽ bày tỏ ra ơn huệ của Chúa ở trước mắt những người chưa biết Chúa, để họ sẽ nhìn thấy và họ biết rằng là chúng ta thật sự khác biệt so với họ. Như Môi-se đã từng nói thế này, ở trong Xuất Ê-díp Tô Ký đoạn 33 câu 12 cho đến câu thứ 16. Môi-se thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: này Chúa phán cùng tôi rằng, hãy đem dân sự này lên, song Chúa chẳng cho tôi biết Chúa sai ai đi cùng tôi. Và Chúa có phán rằng, ta biết ngươi vì danh ngươi và ngươi được ơn trước mặt ta. Vậy bây giờ nếu tôi được ơn trước mặt Chúa, xin cho tôi biết đường của Chúa, để cho tôi biết Chúa và được ơn trước mặt Ngài. Xin cũng hãy nghĩ rằng, dân này là dân của Ngài. Đức Giê-hô-va đáp rằng, chính mình ta sẽ đi cùng ngươi và ta sẽ cho ngươi an nghỉ. Môi-se thưa rằng, nếu chính mình Ngài chẳng đi, xin đừng đem chúng tôi lên khỏi đây. Lấy cớ chi mà người ta xa sẽ biết rằng tôi cùng dân sự Ngài được ơn trước mặt Ngài? Có phải khi nào Ngài cùng đi với chúng tôi chăng? Thế thì tôi cùng dân sự Ngài sẽ được phân biệt với muôn dân trên mặt đất. Thưa quý mài chèm, ở đây là một cái lời của Môi-se đã nói với Chúa khi mà sau khi mà dân Israel họ phạm tội với Chúa. Họ nhận biết rằng là không có sự hiện diện của Chúa thì ngay cả một cái thành nhỏ bé như A-hi cũng không đánh nổi được. Và khi Chúa không đi cùng với đạo quân của Israel nữa thì Môi-se không dám đi cùng với đạo quân Israel. Bởi vì nếu ông đi cùng với một đạo quân mà không có sự hiện diện của Chúa thì họ sẽ thua chắc. Có bao giờ quý vị cảm nhận mình không, hoặc là mình thiếu ơn của Chúa không?
Có khi nào quý vị đứng trước một cái quyết định quan trọng trong công việc, trong cuộc đời của mình mà chúng ta cảm nhận mình không có một cái ơn đặc biệt nào đó của Chúa để mình có thể nhận biết được điều đó nên hay không nên? Hoặc là mình cảm thấy cái sự thiếu sót của mình khi mà mình đối diện với những cái quyền lực của ma quỷ. Ngày trước khi mình mới tin Chúa, mình thấy ma quỷ là mình đuổi. Và mình có sự nóng cháy lắm. Mình cầu nguyện, mình đuổi quỷ nó ra liền. Nhưng mà sau một thời gian mình theo Chúa, mình nhận danh Chúa, mình đuổi, nó không đi nữa quý vị. Thì chúng ta sẽ cảm nhận được có một cái gì đó nó bị sa sút ở trong đời sống của mình. Tôi gọi đó là cái ơn của Chúa. Như vậy thì sự hiện diện của Chúa sẽ đem lại cái ơn điển trên đời sống của chúng ta. Và bên cạnh việc đọc Kinh Thánh và cầu nguyện với Chúa để chúng ta nhận được ơn của Chúa, thì chúng ta cần phải sống một đời sống như thế nào để mình được ơn ở trong mắt của Chúa. Tôi nói về lối sống quý bà chị em. Lối sống như thế nào để nó trở thành một cái chìa khóa, để qua đó người ta sẽ thấy được những nguyên tắc sống của chúng ta và chúng ta có được cái ơn huệ của Chúa. Có một số con cái Chúa cứ nghĩ lầm rằng là mình cứ đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, mình cứ tìm kiếm Chúa và thế là mình sẽ được ơn ở trong cái công việc, trong cuộc sống. Nhưng quý bà chị em ơi, điều đó nó chỉ là cái gốc rễ, nhưng mà nó chưa phải là cái ngọn ngành để khiến cho mọi người có thể nhìn thấy được bông trái trên đời sống của chúng ta. Tôi tin rằng nếu một người thật sự có một sự chuyên tâm đọc lời của Chúa, áp dụng lời của Chúa cho đời sống của mình và cầu nguyện theo lời của Chúa, thì đời sống người đó chắc chắn sẽ được ơn và sẽ thể hiện ra những chìa khóa, những bí quyết sau đây. Điều đầu tiên, một người được ơn của Chúa, người đó sẽ có một đời sống yêu mến Chúa. Hãy hết lòng yêu mến Chúa quý mài chen. Và hãy yêu mến Chúa bằng tất cả tấm lòng của mình, bằng tất cả linh hồn của mình. Ở trong Matthew đoạn 22, câu số 37, đây là điều răn đầu tiên và lớn nhất mà Chúa Giêsu Ngài đã chia sẻ cho thầy thông giáo. Khi mà thầy thông giáo này hỏi với Ngài rằng là: thưa thầy, điều răn nào là lớn hơn hết? Thì Chúa Giêsu Ngài đáp rằng như thế này: ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời người. Một người muốn được ơn của Chúa, người ấy cần phải giữ điều răn lớn nhất và đầu tiên này quý mài chè. Hãy kiểm tra tấm lòng của chúng ta mỗi ngày, xem rằng là thế gian và những điều thuộc về thế gian, những vui thú của nó, những tội lỗi của nó có hơn Chúa chúng ta hay không? Công việc mà chúng ta đang có, nó có hơn Chúa của chúng ta không? Những người xung quanh của chúng ta, thậm chí là người phối ngẫu của chúng ta, có hơn Chúa hay không? Và bất cứ một điều gì nó hơn Chúa đó quý vị, chúng ta cần phải lưu ý và chúng ta cần phải xử lý nó trước mặt Chúa. Bởi vì Chúa nói rằng là trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Thần mà Chúa còn không cho phép nó ở trước Chúa quý vị, huống chi là con người nào đó. Đừng bao giờ để cho bất cứ con người nào ảnh hưởng và chi phối đến đời sống đức tin của chúng ta. Muốn để được như vậy quý vị, chúng ta cần phải yêu mến Chúa. Yêu mến Chúa thể hiện qua nhiều cách lắm quý vị. Nó thể hiện trước hết đó là qua sự nhóm lại vào mỗi ngày Chủ nhật. Ở trong Hebrew đoạn 10 câu 27 chép rằng là: chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm. Người yêu mến Chúa thể hiện cái điều đầu tiên ở trong cuộc đời của người đó, đó chính là người đó luôn luôn giữ ngày Chủ nhật để nhóm thờ phượng Chúa. Ở trong một số khu vực địa phương thì cũng có những hội thánh họ nhóm lại vào ngày thường, hoặc là họ nhóm lại vào ngày thứ bảy. Bởi vì có nhiều khu vực phải chia ra những cái giờ nhóm khác nhau như vậy để thuận tiện cho mục sư hoặc là cho người hầu vị Chúa để có thể chia sẻ cho từng hội thánh. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là trong cái quy định chung á, của hội thánh Tin Lành ở khắp nơi, thì chúng ta thấy rằng là ngày Chủ nhật luôn luôn là ngày được biệt riêng ra để con cái Chúa chúng ta có thể nhóm lại thuận tiện nhất. Vậy thì chúng ta, để mình có một tấm lòng yêu mến Chúa thật sự quý vị, chúng ta cần phải giữ ngày nhóm lại.
Nếu chúng ta vì một lý do nào đó không thể đi nhóm được vào buổi sáng Chủ nhật, thì tôi khích lệ quý vị chúng ta hãy kiếm một điểm nhóm nào đó để chúng ta đi nhóm vào buổi tối Chủ nhật, hoặc là một cái ngày thường nào đó. Đừng bao giờ bỏ sự nhóm lại ở trong một tuần lễ, bởi vì Chúa Ngài muốn cho chúng ta có lời của Ngài ở trong sự nhóm lại, để linh hồn của chúng ta được no đủ và được vui thỏa ở trong các củ béo của lời Chúa. Ở trong Châm ngôn đoạn 3 câu 1 cho đến câu 4, lời của Chúa nói rằng là: Hỡi con, chớ quên sự khuyên dạy ta, lòng con khá giữ các mạng lệnh ta, vì nó sẽ thêm cho con lâu ngày, số năm mạng sống và sự bình an, sự nhân từ và sự chân thật chớ để lìa bỏ con. Hãy đeo nó vào cổ, ghi nó nơi bia lòng con. Như vậy, trước mặt Đức Chúa Trời và loài người, con sẽ được ơn và có sự khôn ngoan thật. Quý vị thấy không? Con sẽ được ơn và có sự khôn ngoan thật khi chúng ta không quên cái sự khuyên dạy của Chúa. Chúng ta luôn gìn giữ các mạng lệnh của Chúa và để cho sự nhân từ và sự chân thật của Chúa không bao giờ lìa bỏ cuộc đời của chúng ta. Nếu quý vị muốn được ơn ở trong cuộc sống của mình, ở trong công ăn việc làm của mình, ở trong các mối quan hệ làm ăn của chúng ta, ở trong gia đình hoặc là trong bất cứ công việc nào của cuộc sống, quý vị cần phải để Chúa là hàng đầu trong đời sống của mình. Người yêu mến Chúa đi đâu, người ta cũng sẽ nhận biết rằng đó là một người thật sự tin kính, một người yêu mến Chúa. Dù rằng quý vị không mở miệng ra nói rằng tôi là người tin lành, nhưng mà cách sống quý vị, cái sự ảnh hưởng của quý vị nó sẽ bày tỏ ra. Đến nỗi mà người ta sẽ hỏi quý vị đạo gì? Tôi đi nhiều nơi và đôi khi có những người đi với tôi, họ nói chuyện với tôi thôi. Chúng tôi chưa có giới thiệu rằng là chúng tôi là người tin lành hay là người đạo gì hết. Nhưng mà họ ngay lập tức hỏi: anh là người tin lành hả? Và tôi nói rằng: ủa sao anh biết? Tại vì tôi thấy cái cách nói chuyện của các anh giống như là người tin lành. Và tôi nói rằng: đúng rồi, chúng tôi là người tin lành và tôi là mục sư. Quý vị thấy không? Qua cái cách sống, qua cái lời nói của chúng ta thôi, người ta cũng nhận biết rằng là có cái gì đó khác biệt trên đời sống của chúng ta. Và Chúa Ngài mong muốn điều đó thôi quý vị. Chúa Ngài mong muốn rằng là Ngài được vinh hiển qua đời sống của mỗi con cái Chúa. Chúng ta có thể không truyền giáo bằng lời nói, nhưng mà chúng ta sẽ truyền giáo bằng đời sống của chúng ta. Nguyện Chúa Ngài được vinh hiển trên đời sống của chúng ta. Và khi Chúa được vinh hiển rồi thì quý vị sẽ tự nhiên được ơn. Giống như con lừa khi mà nó chở Chúa Giêsu vào trong thành Jerusalem và người ta tung hô Chúa, con lừa đó tự nhiên được ơn ở trong ngày hôm đó, đúng không quý vị? Trong vô số hàng triệu con lừa thì có con lừa ngày hôm đó nó chở Chúa Giêsu, nó được ơn ở trong mắt của trời. Trong vô số con cái Chúa ở trên đất này, nếu Chúa Ngài có thể sử dụng quý vị và Chúa được vinh hiển, thì quý vị sẽ trở thành những người được ơn của Chúa. Điều thứ hai để chúng ta được ơn của Chúa, đó là chúng ta hãy yêu thương người khác. Điều đầu tiên đó là chúng ta yêu mến Chúa rồi. Bây giờ bí quyết thứ hai đó là chúng ta cần phải yêu thương và quan tâm những người xung quanh chúng ta. Chúng ta đã làm gì cho vương quốc của thiên đàng? Và chúng ta đã làm gì cho những người khác? Ruter vốn là một người nữ ngoại bang, nhưng bởi vì cớ tấm lòng bà yêu thương mẹ của mình là bà Naomi, và bà đã hết lòng để phụ giúp cho mẹ chồng của mình, dẫu rằng chồng của mình đã chết. Nhưng mà bà vẫn cứ nhất mực đi theo Naomi, và bà đã hết lòng phụng dưỡng cho mẹ của mình. Đến nỗi mà Bô-ô đã lưu ý đến cái điều này, và Bô-ô đã nói thế này ở trong Ruter đoạn số 2 câu 11 cho đến 12. Bô-ô đáp: tất cả những gì con đã làm cho mẹ chồng con, từ lúc chồng con qua đời, người ta đều thuật lại cho ta nghe cả rồi. Thế nào con đã lìa cha mẹ con và xứ sở con mà đến sống cùng một dân tộc mà con chưa biết trước. Nguyện Chúa ban thưởng cho con vì những việc con làm. Nguyện Chúa là Đức Chúa Trời của Israel, đấng con đã chọn đến núp dưới bóng cánh Ngài, ban thưởng cho con thật đầy đủ. Cảm ơn Chúa. Bô-ô vốn là một đại gia ở Bethlehem thời bấy giờ. Và ông là một người có cái uy quyền và cũng như có của cải rất là lớn để có thể giúp đỡ cho bất cứ một người Israel nào trong thời bấy giờ. Và Ruter đã được ơn của Chúa để được Bô giúp đỡ.
Và khi Boaz giúp đỡ, ông nói ngay cái lý do tại sao mà ông đã lưu ý đến Naomi, lưu ý đến Ruth. Bởi vì có Ruth là một người nữ có tấm lòng yêu thương mẹ chồng chồng của mình. Dẫu rằng mẹ chồng của mình là người Israel, chứ không phải là người Moab như bà. Nhưng mà bởi vì có bà yêu thương chồng của mình, yêu thương mẹ chồng của mình, rồi yêu thương luôn cả dân tộc Israel vốn là một dân tộc mà trước đây mình chưa hề biết. Và bà đã nhiệt tình, bà hăng say, bà làm việc với tất cả tấm lòng của bà. Thì Boaz bắt đầu lưu ý đến. Quý vị ơi, nếu chúng ta trong cuộc sống này mà không có tấm lòng yêu thương những người xung quanh mình, và từ cái sự yêu thương đó, chúng ta bắt đầu chúng ta phục vụ cho những người xung quanh mình, phục vụ cho cộng đồng, phục vụ cho xã hội bằng tất cả tấm lòng yêu thương, thì chúng ta sẽ không thể nào là người được ơn của Chúa, quý vị. Bởi vì chúng ta chỉ cứ nghĩ cho mình và cho mình, thì chúng ta sẽ khó có thể nào được ơn trước mặt Chúa. Người được ơn của Chúa là người luôn có một tấm lòng và một tâm nhìn cho những người xung quanh chúng ta. Rồi chúng ta thấy được có những người được ơn mà họ yêu thương người khác. Chúng ta có thể ví dụ như là ECT, hoàng hậu ECT cũng là một người có tấm lòng yêu thương dân tộc của bạn. Khi dân Juda là dân tộc của ECT đang bị đe dọa, bị tiêu diệt, thì ECT bà đã kiêng ăn 3 ngày, 3 đêm, không ăn không uống gì cả để tìm kiếm Đức Chúa Trời và cầu xin Chúa ngài thay đổi cái số phận của dân tộc bà. Và tạ ơn Chúa, sau 3 ngày 3 đêm đó Chúa đã làm phép lạ và Chúa giải cứu dân Juda ra khỏi sự hủy diệt của những kẻ thù. Chúng ta thấy rằng là tất cả mọi người được ơn ở trong Kinh Thánh, họ đều phục vụ từ tấm lòng yêu thương người khác. Để chúng ta được ơn ở trong công việc của mình, tôi khích lệ quý vị, chúng ta đừng làm việc bởi vì cớ lương tháng, nhưng mà chúng ta hãy làm việc vì cớ lương tâm. Dù rằng cái lương tâm nó không bằng lương tháng, nhưng mà từ cái lương tâm ngay thẳng và đúng đắn ở trước mặt Chúa, Chúa sẽ ban ơn cho quý vị. Ngày hôm nay chúng ta thấy ở ngoài xã hội rất là nhiều người họ vì cớ đồng tiền họ bán bỏ lương tâm. Thức ăn, thức uống gì đó là họ bỏ những cái đồ độc hại vào trong đó. Chúng ta thấy rằng là trong thời của Adam đó, người ta sống lâu cả ngàn tuổi là bởi vì cớ họ ăn trái cây với ăn thực vật thôi, chứ không có ăn thịt súc vật, thịt động vật. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta mà ăn trái cây nhiều, ăn thực vật nhiều, là nhiều khi còn chết sớm hơn là ăn thịt nữa quý vị. Tại vì sao? Trái cây bây giờ ta sẽ thuốc không? Đúng không ạ? Nếu mà mỗi ngày mình ăn trái cây không đó là mình phải rửa rất là kỹ thì mới dám ăn. Tại sao lại có cái chuyện này? Tại vì cớ người ta chạy theo đồng tiền. Người ta phải sử dụng thuốc tăng trưởng, rồi thuốc bảo quản để mà cây trái của họ được tốt tươi. Và bởi vì cớ đồng tiền mà họ sẵn sàng họ làm những điều đó. Họ bán những thức ăn dơ bẩn ở ngoài đường. Và chất lượng phục vụ thì rất là kém. Tôi nói điều này để cho chúng ta thấy rằng là cái xã hội của chúng ta đang sống, người ta chỉ quan tâm đến mình mà thôi, không quan tâm đến sức khỏe của cộng đồng, không quan tâm đến tính mạng của người khác. Và Chúa rất cần có những người được ơn của Chúa để có thể phục vụ cho cộng đồng này bằng tất cả tấm lòng thật sự yêu thương. Nhưng mà muốn như vậy đó quý vị, chúng ta phải trả giá. Bởi vì giả sử chính cái hàng quán người ta đều dùng bột ngọt hoặc là dùng những cái gia vị độc hại để mà làm trong những cái tô bánh canh hoặc là tô phở của họ. Nhưng mà quý vị là cái hàng quán duy nhất bán đúng chất lượng, không dùng chất độc hại, hóa chất gì cả. Có thể quý vị sẽ phải tốn kém nhiều hơn. Nhưng mà ở trong mắt của Chúa quý vị sẽ là những người được ơn. Và trong cái thời cuối cùng, khi mà Chúa ngài trở lại và ngài phân ra chiên và dê, thì Chúa nói với lại những người thuộc về nước dê đó, tức là thuộc về những cái nhóm dê đó, thì Chúa nói rằng là các ngươi không có tiếp đãi ta gì hết,
Bởi vì khi ta đói các ngươi không cho ta ăn, khi ta khát các ngươi không cho ta uống, khi ta bị tù đày các ngươi không thăm viếng ta, khi ta làm cách lạ các ngươi không có quan tâm đến ta. Thì những người đó nói rằng là Chúa ơi, tôi có bao giờ tôi thấy Chúa như vậy đâu. Thì Chúa nói rằng là khi các ngươi làm những điều đó cho một trong những người rất hèn mọn của anh em ta, thì các ngươi đã làm điều đó cho chính mình ta vậy. Vậy thì sự yêu thương, sự quan tâm của chúng ta với người khác, nó cũng sẽ khiến cho chúng ta có một cái sự thay đổi về số phận. Cái người nhà giàu khi mà mỗi ngày ăn mặc sung sướng, ở trong nhà mặc áo tía, ăn uống rất là sung sướng, nhưng mà ở ngoài cửa thì có một người nhà nghèo tên là Lazarus, thèm ăn cái bánh rớt từ trên bàn xuống mà không được ăn. Vậy đó mà Kinh Thánh không hề nói rằng người nhà giàu đó cho cái người Lazarus đó một miếng bánh, quý vị. Và đến khi bà chết thì Lazarus được vào thiên đàng, còn cái người nhà giàu đó thì xuống âm phủ. Như vậy có phải rằng là người nhà giàu đó xuống âm phủ là vì cớ không chịu dâng hiến hoặc là không chịu giúp đỡ cho người nhà nghèo đó không? Tôi tin là không, bởi vì chúng ta được cứu đó là nhờ ân điển bởi đức tin, đúng không ạ? Nhưng mà ở đây tôi nhìn thấy sâu hơn cái vấn đề của người nhà giàu đó là nếu người này thật sự tin Chúa và người này thật sự được tái sanh thì tấm lòng của người này không thể nào trở nên vô cảm hoặc là thờ ơ với cái nhu cầu của người nhà nghèo kia. Đúng không ạ? Nếu một người tín đồ thật sự được tái sanh thì người đó sẽ luôn có tình yêu thương của Chúa để mà có thể yêu thương, quan tâm và phục vụ cho tha nhân chung quanh. Tôi không nói rằng là mình cố gắng gượng ép, nhưng mà tôi đang nói rằng là một cái sự yêu thương chân thật, một sự quan tâm chân thật. Quý vị có biết được hôm nay, sáng nay vợ của mình, chồng của mình, con cái của mình cần gì không? Không, không biết. Tôi hỏi một câu là mọi người bất ngờ luôn. Chị Chú biết thôi. Dạ, tôi cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta sau buổi nhóm này có sự yêu thương nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn. Tôi thấy có tình trạng rất là đau lòng, đó là có những người chồng ở trong gia đình rất là vũ phu, rất là cộc cằn, thô lỗ với vợ con của mình. Nhưng mà khi mà bước chân ra đường thì trở nên một thiên thần, rất là thánh thiện, rất là tử tế, tử tế với những người xung quanh mình. Nhưng mà khi về đến nhà thì sẵn sàng sẵn tay áo lên với vợ, sẵn sàng để mà hứng thú với vợ của mình. Tôi thấy đây là một cái điều thật sự không nên, quý bà chị. Xin Chúa ngài cho chúng ta có thể yêu thương được ngay từ trong chính gia đình của mình. Bởi vì nếu mà gia đình của mình, vợ chồng cùng con cái mình không thể yêu thương được họ, thì làm sao chúng ta có thể yêu thương được những người xa hơn. Xin Chúa chúng ta được ơn của Chúa ở ngay trong chính gia đình của mình. Amen. Tình yêu thương nó cần phải được chăm sóc, cần phải có thời gian để chúng ta có thể nuôi dưỡng nó lớn lên. Hãy dành thời gian nhiều hơn để chúng ta có thể nói chuyện với nhau ở trong gia đình và bày tỏ tình yêu thương với nhau một cách cụ thể. Cảm ơn Chúa. Và điều thứ ba để chúng ta được ơn của Chúa, đó là chúng ta hãy yêu những gì mà Chúa yêu và ghét những gì mà Chúa ghét. Khi chúng ta đứng cùng phía với Đức Chúa Trời và lẽ thật của Ngài, thì ân huệ của Chúa sẽ được phóng thích trên đời sống của chúng ta. Khải Huyền đoạn 2 câu 6 chép rằng là: nhưng con có điều này khá là con ghét các việc làm của bọn Nicola mà ta cũng ghét nữa. Chúa Ngài nói với Hội Thánh Ephesus, đó là tuy rằng tình yêu của con nguội lần, nhưng mà con có điều tốt, điều này hay nè, đó chính là con ghét cái bọn Nicola và những việc làm của nó, ta cũng ghét nữa. Xin Chúa ngài cho chúng ta có một tấm lòng yêu mến Chúa và ghét những tội lỗi, chứ đừng bao giờ yêu tội lỗi mà ghét Chúa. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta hãy khôn ngoan để chọn đứng cùng phía với Đức Chúa Trời. Hãy chấp nhận trả giá để chúng ta có thể yêu những gì Chúa yêu và ghét những gì Chúa ghét. Tôi hỏi những thanh niên mà đang yêu á, mình đang theo đuổi một cô gái nào đó,
Và nếu mình biết rằng là cô gái đó không thích hút thuốc mà mình lại là người nghiện thuốc lá, thì cái người thanh niên đó sẽ làm sao quý mà chị em? Sẽ tìm cách để thay đổi, đúng không ạ? Để mình không có hút thuốc mỗi khi gặp cô ấy nữa. Và nếu tốt hơn, mình sẽ bỏ luôn thuốc lá để có thể làm hài lòng cô gái ấy, là người mình yêu thương. Nếu quý vị yêu mến Đức Chúa Trời, quý vị sẽ tìm cách để làm hài lòng Chúa. Biết Chúa thích điều gì và chúng ta sẽ làm điều đó. Nếu Chúa Ngài không thích nói dối, thì chúng ta hãy điều chỉnh đời sống của chúng ta để mình trở thành một người thành thật hơn. Nếu Chúa thích sự trong sạch, chúng ta hãy trở thành những người yêu thích sự trong sạch. Nếu Chúa ưa thích tình yêu thương, sự tha thứ, thì chúng ta cũng hãy là những người yêu thương và tha thứ người khác. Châm ngôn đoạn 6, câu 16 cho đến câu 19. Có 6 điều Đức Giê-hô-va ghét và 7 điều Ngài lấy làm gớm ghiếc. Con mắt kiêu ngạo, lưỡi dối trá, tay làm đổ huyết vô tội, lòng toan như mưu ác, chân vội vàng chạy đến sự dữ, kẻ làm chứng gian và nói điều dối, cùng kẻ gieo sự tranh cạnh trong vòng anh em. Có những điều mà Chúa Ngài gớm ghiếc quý mà cha. Và ở đây Kinh Thánh liệt kê với chúng ta 7 điều. Xin Chúa Ngài cho lòng của chúng ta không có bất cứ một cái sự gian ác nào liệt kê ở đây. Xin Chúa Ngài loại ra khỏi lòng của chúng ta những sự kiêu ngạo, loại ra khỏi đời sống của chúng ta những sự dối trá, loại ra khỏi đời sống của chúng ta những sự đổ huyết vô tội, toan như mưu ác, rồi vội vàng chạy đến sự dữ, làm chứng gian, nói điều dối và gieo cái sự tranh cạnh trong vòng anh em. Xin Chúa Ngài cho hội thánh của chúng ta cũng sẽ loại ra những điều này quý mà chị em. Hội thánh đang yêu thương hiệp một với nhau, tự nhiên có kẻ thù nó gieo cái sự tranh cạnh giữa vòng chúng ta. Người này nghi ngờ người kia, nói xấu người nọ, quý vị sẽ cảm thấy rất là mệt, đúng không? Và đây là cái điều mà Chúa Ngài ghét quý mà chị em ơi. Xin Chúa Ngài cho chúng ta đừng bao giờ tiếp tay cho giặc. Giặc đó là kẻ thù của chúng ta, ma quỷ nó gieo cỏ lùng vào trong lúa mì và khiến cho có cái sự tranh cạnh với nhau. Góp ý trong tình yêu thương nó khác với lại cái sự gieo sự tranh cạnh quý mà chị em. Cảm ơn Chúa, xin Chúa Ngài cho mỗi gia đình của chúng ta cũng sẽ không có sự gieo cái sự tranh cạnh quý mà chị em. Tôi cảm ơn Chúa bởi vì tôi có một người cha, người mẹ rất là tin kính Chúa. Tôi nhớ cái thời gian đầu khi mà vợ chồng chúng tôi sống với nhau và chưa hiểu nhau đó. Có những khi chúng tôi cũng tranh luận với nhau, lớn tiếng ở trong gia đình. Và có những khi căng thẳng quá, mẹ của tôi đến khuyên tôi và nói với tôi rằng: con ơi, hãy tha thứ cho nhau, hãy ở lại với nhau. Bởi vì nếu mà con mà chưa cái cưới đó thì mẹ sẽ khuyên khác. Nhưng bởi vì tụi con cưới nhau rồi cho nên mẹ không bao giờ khuyên tụi con ly dị hay là ở riêng với nhau hết. Và khi mà tôi nghe cái lời của mẹ tôi như vậy, dẫu rằng tôi không bao giờ tôi nghĩ đến cái chuyện ly dị, nhưng mà tôi nghe cái sự góp ý hoặc là cái sự khuyên bảo của mẹ tôi rớt nước mắt quý mà cha. Bởi vì tôi có được một người mẹ rất là tin kính Chúa và biết được những nguyên tắc của Kinh Thánh. Ngày hôm nay tôi nhìn vào trong những gia đình Cơ Đốc, có một số ít những người mẹ chồng sẵn sàng để khuyên chồng của mình, khuyên cái người con trai của mình bỏ vợ, bỏ quách nó cho rồi đi, lấy con khác. Cãi nhau làm gì cho nó mệt. Tôi nghe rất là nhiều quý mài cho em, đau lòng lắm. Đó là sự gieo cái sự tranh cạnh trong vòng vợ chồng người ta. Là con cái Chúa, chúng ta đừng bao giờ khuyên ai đó họ bỏ nhau. Nếu họ không thể cứu vãn được thì chúng ta cũng đừng có nhúng tay vào. Chúng ta cứ dâng họ lên cho Chúa. Ân điển của Chúa sẽ giúp cho họ trong những lúc tuyệt vọng nhất. Nếu không thể cứu vãn được nữa thì đó là cái quyền quyết định của họ, chứ không phải là cái sự can thiệp của chúng ta. Amen. Và điều thứ tư để chúng ta được ơn của Chúa ở trong đời sống của mình, đó là chúng ta hãy trung tín dâng hiến 1/10. Ở trong Ma-la-chi đoạn 3 câu 10 cho đến câu 12, lời của Chúa chép như thế này: các ngươi hãy đem hết thảy 10% vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta, và từ nay các ngươi kha lấy điều này mà thử ta. Đức Giê-hô-va vạn quân phán: xem ta có mở cái cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng?
Ta sẽ vì các ngươi ngăn cấm kẻ cắn nuốt, nó sẽ không phá hại bông trái của đất các ngươi, và những cây nho các ngươi trong đồng ruộng cũng sẽ không rụng trái trước khi đến mùa. Đức Giê-hô-va phán vậy, mọi nước sẽ xưng các ngươi là có phước, vì các ngươi sẽ là đất vui thích. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Cảm ơn Chúa. Lời của Chúa chúng ta thấy rằng là khi chúng ta trung tín dâng hiến cho kho, tức là nhà của Chúa đó, thì Chúa Ngài sẽ mở cửa sổ trời ra, đổ phước xuống cho dân sự của Chúa một cách không chỗ chứa. Và khi mà không chỗ chứa như vậy đó, thì Chúa cũng nói rằng là ta sẽ vì các ngươi là những người dâng hiến, ta sẽ ngăn cấm cây cắn nuốt và nó sẽ không phá hại bông trái của các ngươi. Cây nho các ngươi cũng sẽ không rụng trái trước khi đến mùa. Rồi mọi nước, tức là những người xung quanh chúng ta đó, họ sẽ khen chúng ta là những người có phước và chúng ta là đất vui thích. Quý vị có muốn mình trở nên một người giống như thế này không? Nhiều khi mình đi làm công việc gì đó, chưa đến tháng lãnh lương là bắt đầu đổ nợ rồi. Có không quý vị? Đó là một hình thức của sự rụng trái trước khi đến mùa đó quý vị. Trước khi mà thu hoạch là mình đã thấy thất thoát hư hao rồi, thấy tổn thất rồi. Và Chúa nói rằng là những ai mà dâng hiến đó đầy đủ trung tín thì Chúa Ngài sẽ vì họ mà ngăn cấm cái kẻ cắn nuốt. Cơ đốc nhân chúng ta nên nhớ, sau khi tin Chúa chúng ta có một kẻ thù vô hình, kẻ thù trong thuộc linh, đó là ma quỷ, nó là kẻ cắn nuốt, đúng không ạ? Ở trong Phi-rơ nhất đoạn 5 câu 8 chép rằng là hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù anh em như là sư tử rống để rình mò chung quanh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Như vậy thì ma quỷ nó có thể nuốt được những cái bông trái, những cái tài sản, những cái tài chánh của chúng ta nếu chúng ta không dâng hiến. Có một số con cái Chúa cho rằng là nếu mà mình không dâng hiến là mình sẽ bị Chúa phạt. Nhưng mà tôi đọc Kinh Thánh và tôi không thấy rằng là Chúa phạt người không dâng hiến. Nhưng mà Chúa Ngài sẽ không có ngăn cấm kẻ nuốt. Đúng không? Quý vị đọc kỹ lại quý vị sẽ thấy Chúa sẽ không có ngăn cấm. Tức là chúng ta phải tự giữ, chúng ta phải tự giữ bản thân mình. Và khi mà kẻ cắn nuốt nó đến, nó tìm cách cắn nuốt, nếu mình không khôn ngoan, mình sẽ bị mất. Đó là cái khả năng tự nhiên của mình phải giữ. Còn nếu mình dâng hiến đầy đủ hùng 10 thì Chúa sẽ giữ cho mình. Tức là mình vẫn có sự khôn ngoan để giữ đồ của mình, giữ tài chánh của mình. Nhưng quyền năng của Chúa sẽ khiến cho điều đó nó trở nên chắc chắn hơn. Và tạ ơn Chúa, trong gia đình của tôi, từ ba mẹ của tôi cho đến chúng tôi, chúng tôi tạ ơn Chúa bởi vì chúng tôi chưa bao giờ mắc nợ số tiền quá lớn mà không thể trả. Có những khi chúng tôi khó khăn thật sự nhưng mà chúng tôi không bao giờ chúng tôi mượn nợ quá lớn. Và chúng tôi chưa bao giờ bị bể nợ. Chúng tôi biết rằng là đó là cái kết quả của sự dâng hiến mùa 10. Và trong suốt nhiều năm chức vụ của ba mẹ tôi và cũng như chính mình tôi, chúng tôi phục vụ Chúa và chúng tôi chưa bao giờ thấy có một con cái Chúa nào dâng hiến cho Đức Chúa Trời một cách trung tín mà những người đó lại nghèo khổ hoặc là túng thiếu cả. Vừa rồi có một người phục vụ Chúa nói với tôi, mục sư ơi, hội thánh của tôi muốn tổ chức một cái buổi dã ngoại thông công ở ngoài biển. Nhưng mà khổ con cái đó là hội thánh của tôi đó, đa phần là người nghèo, không có tiền để mà đi ra ngoài biển sinh hoạt rồi vui chơi rồi thờ phượng Chúa ở đó, giống như thánh trung tín vừa rồi tổ chức. Bắt đầu tôi nói ngay đó là bây giờ nếu có người nghèo, đúng không, bây giờ tôi khích lệ thầy nha, giảng những sứ điệp nói về sự thịnh vượng tài chánh cho hội thánh của mình để xóa nghèo, xóa đói giảm nghèo. Chứ nếu mà bây giờ tín đồ tin Chúa 10 năm, 20 năm ngồi trong nhà thờ mà suốt đời cứ nghèo như vậy thì đó là cái người đó có vấn đề, nuôi con hoài mà không lớn. Rồi tôi nói người thầy truyền đạo rằng là thầy thấy không, chính gia đình của thầy cũng được thoát nghèo. Cái người đó nói
Đúng rồi, thầy nói có lý. Vậy là tôi sẽ giảng làm sao để hội thánh của Chúa sẽ được thịnh vượng, không còn người nghèo trong hội thánh nữa. Và để điều đó, thưa quý mài cho em, chúng ta cần phải dâng hiến. Bí quyết để chúng ta được thịnh vượng đó là chúng ta phải dâng hiến. Ngày hôm nay tôi thấy có một số tín đồ rất là khôn. Đó là họ không dâng hiến, nhưng họ tìm những mục sư được ơn của Chúa đó để đặt tay cầu nguyện chúc phước cho họ, để họ được phước. Nhưng mà tôi đọc Kinh Thánh, tôi thấy rằng là để được phước, để trời của Chúa được mở ra đó quý vị, chúng ta phải dâng hiến. Đúng không quý vị? Ngày hôm nay có nhiều con cái Chúa họ khôn lắm, họ lách luật. Gọi là lách luật á. Tức là bây giờ không đi đường chính, nhưng mà mình đi đường tắt. Không dâng hiến, nhưng mà tìm mục sư trương quý, mục sư trương tấn, mục sư này, mục sư kia, để cầu nguyện Chúa ơi cho con được phước ở trong thai chánh, con được giàu có, được dư dật. Nhưng mà chúng tôi thấy rằng là lời của Chúa là lời của Chúa. Chúa không bao giờ thay đổi lời của Ngài quý vị. Nguyên tắc của Kinh Thánh luôn luôn là nguyên tắc. Cho nên hãy giữ theo lời của Chúa quý vị. Tôi tin rằng là khi một đời sống dâng hiến cho Chúa đầy đủ, một mười đầy đủ, trung tín, thì đời sống đó không cần cái lời cầu nguyện chúc phước mục sư. Đời sống đó vẫn được phước tự nhiên. Bởi vì chính Đức Chúa Trời là đấng ban phước cho họ. Amen. À, tôi nhìn thấy phước hạnh dâng hiến rất là lớn quý mà cha. Tôi chia sẻ điều này không phải để quý vị hoặc là ai đó dâng hiến cho cá nhân tôi hoặc là cho hội thánh của tôi. Nhưng mà tôi đang nói rằng là có một phước hạnh rất là lớn ở trong sự dâng hiến. Và Chúa nói rằng là khi mà mình bỏ cái tiền ở trong thùng tiền dâng á, mình để trong cái tay đừng có cho ai thấy hết, mà mình dâng ở trong sự kính nhiệm như vậy đó, thì thiên đàng sẽ quay camera, đúng không, xem coi là tấm lòng của mình bao nhiêu ở trong cái đồng tiền dâng hiến đó. Tôi không quan tâm đến việc là tín đồ dâng bao nhiêu hay là ai đó tuần nào đó người ta không dâng. Ở một số hội thánh lớn á, là ai dâng hiến á, là ghi tên ở trên cái bì thư đó, để cho mục sư ông biết rằng là gia đình dâng bao nhiêu, rồi cầu nguyện thay cho gia đình đó. Hội thánh của tôi quản nhiệm thì tôi không có làm gì đó. Thậm chí là nếu không dâng hiến tôi cũng chẳng có màng gì hết. Tôi không quan tâm cái việc là quý vị dâng hay nhiều hay ít. Nhưng mà tôi sẽ cầu nguyện cho quý vị, để quý vị có hạt giống để gieo giống. Amen. Nếu quý vị không gieo thì quý vị sẽ không bao giờ gặt được. Và nếu mà không gieo mà lại gặt thì là qua ruộng người khác gặt. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa Ngài ban phước cho chúng ta, để chúng ta sẽ luôn luôn là những người nông dân khôn ngoan, luôn luôn biết cách, luôn biết cách để gieo giống vào trong những mảnh đất tốt, và chúng ta sẽ gặt được trong đúng thời điểm. Cảm ơn Chúa, ở trong Kinh Thánh có rất là nhiều những tổ phụ đức tin, họ đã dâng hiến và cuộc đời của họ càng được phước, đi lên trong ơn của Chúa rất là nhiều. Ở trong Sáng Ký đoạn 28 có nói về một lời cầu nguyện của Gia-cốp. Ông nói rằng là nếu mà Đức Chúa Trời Ngài phù hộ tôi, cho tôi bánh ăn áo mặc và tôi đi đường được mọi sự bình an, tôi về trong xứ này thì Đức Chúa Trời Ngài là Đức Chúa Trời của tôi, và tôi sẽ dâng cho Ngài hết thảy một phần mười của cải mà tôi có. Ở trong thời của Gia-cốp thì họ không có dâng hiến hàng tháng, nhưng mà họ dâng hiến theo cái tỷ lệ của cải mà họ có. Ngày hôm nay thì chúng ta thấy được con cái Chúa có một thói quen, đó là chúng ta dâng hiến hàng tháng. Chẳng hạn như là lương tháng chúng ta một tháng 20 triệu thì chúng ta biệt riêng 10% ra để mà chúng ta dâng hiến Chúa 2 triệu. Nhưng mà trong thời của Gia-cốp đó quý vị, họ không dâng hàng tháng như vậy. Họ dâng là cái của cải họ có được. Chẳng hạn trong một năm họ thu nhập được 1 tỷ, họ dâng cho Chúa 100 triệu. Mọi của cải mà, tài sản họ có được, chẳng hạn như năm đó họ có được 10 cái tòa nhà, họ làm lợi được 10 tòa nhà thì họ sẽ dâng cho Chúa một cái tòa nhà. Đó là người Do Thái đích thực đó quý vị. Nhưng mà người tin Chúa ngày hôm nay thì chúng ta không có dâng như vậy. Nếu ai có đức tin thì họ có thể dâng được như vậy càng tốt. Nhưng mà thường thường thì các hội thánh tập cho tín đồ dâng hiến từ cái chỗ ít nhất là hàng tháng. Tại vì khi mà số tiền mà nhiều quá đối với chúng ta cảm thấy rất là khó dâng, đúng không ạ? Mỗi tháng mình dâng vài ba triệu thôi, bắt đầu nâng lên, Chúa nâng đức tin mình lên.
Chứ mà một năm mà mình dâng cho Chúa vài tỷ là mình cảm thấy hơi tiếc. Xin Chúa ngày cho chúng ta trung tín ở trong việc nhỏ, rồi chúng ta sẽ trung tín ở trong những việc lớn lao hơn. Điều thứ năm để chúng ta được ơn của Chúa đó là hãy trung tín. Noe là một người được ơn của Chúa bởi vì cớ ông là một người trung tín. Ông đã làm theo đúng những gì mà Đức Chúa Trời Ngài kêu gọi ông làm. Từ việc đóng tàu cho đến việc đem những súc vật vào trong tàu để bảo tồn mạng sống của chúng. Thì Kinh Thánh nói với chúng ta Noe là một người công chính và không có gì đáng trách giữa những người đồng thời với ông. Noe là một người đồng đi với Đức Chúa Trời. Ở trong Sáng Ký đoạn 6 câu 7 cho đến câu 9, lời của Chúa Ngài chép như vậy. Và trong đoạn 7 câu 5, đoàn Noe làm theo mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn mình. Noe được ơn là bởi vì cớ ông là một người có tấm lòng, một đời sống công chính, không chỗ trách được giữa những người đồng thời với ông. Và ông cũng là một người có tấm lòng trung tín để làm theo một điều mà Chúa Ngài đã phán dặn ông. Thời gian Noe đóng tàu đó là 100 năm. Và Noe đóng tàu không phải đóng tàu ở ngay cái cảng biển hoặc là ở gần biển quý vị. Kinh Thánh nói rằng là Noe ông đóng tàu ở trên đỉnh núi đó. Mà trong cái lúc mà thời tiết nó nắng nóng, oi bức, không có một giọt mưa. Vậy mà Noe ông đóng tàu trên núi. Những người chung quanh ông nghĩ ông này ông điên rồi. Có ai mà đóng tàu ở trên núi đâu. Người ta đóng tàu là đóng tàu ngay biển hoặc là cảng biển. Và người ta không tin Noe bởi vì ông có cái ý tưởng quá lạ lùng. Ông giảng trong suốt 100 năm nhưng mà không ai tin Chúa hết quý vị. Nhưng mà tạ ơn Chúa, ông vẫn đóng tàu trong 100 năm đó. Ông vừa đóng tàu vừa giảng. Dẫu những người xung quanh ông không tin, nhưng mà trong nhà của ông hết thảy 8 người đều được cứu. Và Kinh Thánh nói rằng là Noe là thầy giảng đạo công bình. Bởi vì cớ ông là người có lòng trung tín. Nếu quý vị làm chứng cho hàng xóm, cho gia đình của mình trong suốt cả cuộc đời của mình mà không ai tin Chúa, quý vị có tiếp tục làm chứng cho họ nữa không? Noe làm chứng về Chúa 100 năm không ai tin Chúa, ông vẫn cứ rao giảng. Không phải có người tin Chúa là mình mới được khích lệ mình rao giảng đâu quý vị. Ngay cả khi mà người ta coi thường, người ta khinh chê, người ta không chịu nghe mình vẫn cứ tiếp tục mà rao giảng. Hãy là người trung tín, quý vị sẽ được ơn của Chúa. Nếu quý vị đứng đây hướng dẫn chương trình, hướng dẫn thờ phượng mà người ta chê quý vị, chê lên chê xuống từng nào, thấy mặt quý vị cũng chê hết. Nhưng quý vị biết rõ ràng là Đức Chúa Trời Ngài kêu gọi mình, chọn lựa mình cho vị trí đó. Quý vị có tiếp tục làm không? Hay là bỏ cuộc giữa chừng? Nấu ăn cái gì đâu mà sao mà mặn chát à. Bỏ muối nhiều quá. Rồi có hôm thì bỏ nhiều đường quá ngọt ngay. Quý vị ơi, nếu Chúa đã kêu gọi quý vị vào trong vị trí đó, hãy tiếp tục phục vụ. Đừng để cho cái lời góp ý của người khác trở thành một cái rào cản để mình có thể tiếp tục đi theo cái sự kêu gọi của Chúa. Muốn được ơn, quý vị cần phải vượt qua dư luận. Amen. Phải nhớ rằng là phải phục vụ Chúa bằng khả năng tốt nhất của mình. Amen. Nếu người ta góp ý đúng, thì cảm ơn Chúa, con sẽ sửa chữa, con sẽ thay đổi trong lần sau, con sẽ làm tốt hơn. Nhưng mà nếu người ta góp ý không đúng bởi vì lòng ganh tị hoặc ghen ghét thì cứ mặc kệ, hãy tiếp tục theo đuổi trung tín cho đến cuối cùng quý vị. Điều thứ sáu đó là hãy chính trực và không chỗ trách được. Noe là một người chính trực và ông là một người công bình và trọn vẹn. Ở trong Sáng Ký đoạn 6 câu 8 cho đến câu 9, chúng ta thấy rằng là Joseph cũng là một người có nghĩa. Joseph là cha phần xác của Chúa Giêsu. Ông là một người có nghĩa và không muốn cho Mary mang tiếng xấu. Cho nên Đức Chúa Trời Ngài đã chọn Joseph là cha phần xác của Chúa Giêsu. Joseph cũng là một người được ơn để trở thành cha phần xác của Chúa Giêsu Christ. Tất cả những người được ơn ở trong thánh đều là những người công chính, có nghĩa và là một người trọn vẹn, quý bà cha. Joseph của thời của ước cũng vậy. Ông tuy bị cám dỗ trong nhà của Phô-ti-pha, nhưng mà ông cũng không có sống bất chính. Ông không dám ăn ở với vợ của Phô-ti-pha.
dẫu rằng ông bị cám dỗ rất là lớn quý vị. Tôi tin rằng là những người có tấm lòng công chính, ngay thẳng, trong sạch, từ bên trong tấm lòng cho đến đời sống bên ngoài, người đó chắc chắn sẽ được ơn của Chúa. Và tôi để ý rằng là trước khi một gia đình hoặc là một cuộc đời nào đó được Chúa ban phước, hoặc là được thịnh vượng, được giàu có, thì ma quỷ nó luôn 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 ngán đường người đó bằng những sứ giả địa ngục mà nó sai đến. Tôi thấy có những người phục vụ Chúa, trước khi họ được giàu có đó quý vị, thì ma quỷ nó thường hay gửi gái đẹp tới. Nếu mà người phục vụ Chúa đó là một người nữ thì nó sẽ gửi hot boy đến. Đây là thực tế đó quý vị. Và nếu mà chúng ta vượt qua được, chúng ta sẽ được nâng tầm lên cao hơn. Và nếu mà không vượt qua được thì sao? Hãy ăn năn và trở lại với Chúa. Và hãy rút ra bài học cho cá nhân của mình. Đừng bao giờ vấp lại với sự đổ đó. Để được ơn, chúng ta cần phải sống chánh trực. Sống chánh trực. Đừng ăn gian, nói dối, đừng gian lận, đừng lướng lẻo. Nhưng mà hãy là một người kính sợ Chúa. Tôi kính sợ Chúa cho nên tôi không có làm bậy. Ngày hôm nay tôi thấy ở trong thế gian này, nếu mình nhìn vào trong một cái khía cạnh mà gọi là cái mặt trái của nó đó quý vị, mình có thể dễ bị mất lòng tin lắm. Đúng không ạ? Dễ bị mất lòng tin vào cuộc sống. Nhưng mà khi chúng ta nhìn vào trong lời của Chúa, chúng ta thấy rằng là một người thật sự khao khát được ơn của Chúa, người đó sẽ sống theo đúng lời của Chúa. Và mọi người xung quanh sẽ có lòng tin lên người đó. Quý vị muốn vợ, muốn chồng của mình, muốn con cái của mình tin cậy nơi mình không? Quý vị hãy sống chánh trực. Và khi gia đình của mình tin tưởng nơi mình, thì quý vị sẽ thấy những người hàng xóm và những người xung quanh cũng sẽ tin tưởng nơi mình. Amen. Dạ, và khi quý vị có lòng tin nơi người khác, biết bao nhiêu cơ hội sẽ mời gọi quý vị, sẽ chào đón quý vị. Chính quyền họ cũng sẽ thấy rằng là quý vị là những người rất là đáng tin. Họ có thể sẽ mời quý vị vào trong những cái vị trí đó. Hãy có sự chánh trực. Đất nước này cần có những con người chánh trực. Amen. Bởi vì đất nước của chúng ta nếu mà không có những người lãnh đạo mà chánh trực đó quý vị, thì sẽ có nhiều cái chuyến bay giải cứu giống như vừa rồi. Tôi đọc báo và tôi thấy đau lòng quá. Đáng khi mà đỉnh dịch như vậy thì lại có những con sâu nó lại tìm cách để bào đồng bào mình. Đất nước này rất là cần những con người chánh trực. Và điều đó nó thấy ở trong hội thánh của chúng ta. Amen. Tôi cầu nguyện xin Chúa ngày dấy lên có những con người chánh trực thật sự, được ơn thật sự, để danh của Chúa được vinh hiển và đạo tin lành sẽ được nhiều người biết đến. Điều thứ bảy đó là chúng ta hãy sống một đời sống có sự vâng phục. ECT là một người có một đời sống vâng phục và ích lợi rất là nhiều qua đời sống vâng phục của mình. Bà đã không tự mình giải quyết nan đề, nhưng mà bà đã là một tấm gương về sự vâng phục, khiêm nhường và tin tưởng vào Chúa, và giành được sự ngợi khen của mọi người khi mà nhìn thấy thấy cô sau này. ECT đoạn 2 câu 15 chép rằng là đến phiên ECT, con gái Abihadin, cháu mà Mạc Đô Chê đã nhận làm con vào cùng vua, cô không xin chi hết ngoại trừ những gì thái giám Hegai, quan canh giữ các cung nữ khuyên cô mang theo. Tuy nhiên mọi người thấy ECT đều trầm trồ ca ngợi. Cảm ơn Chúa. ECT là một người nữ rất là khiêm nhường và có một sự vâng phục. Bà không có kiêu ngạo bởi vì sắc đẹp của bà, nhưng bà luôn luôn vâng phục những người xung quanh, nhất là người chú là Mạc Đô Chê của mình. Rồi Samuel thơ ấu phục sự Đức Giê-hô-va tại trước mặt Hê-li. Và dẫu rằng Hê-li lúc bấy giờ là một người không còn ơn của Chúa nữa, ông không còn nghe tiếng phán của Chúa nữa, không còn mắt rõ để mà nhìn thấy mọi sự xung quanh mình, nhưng mà Samuel vẫn cứ vâng phục để mà phục vụ Đức Chúa Trời ở bên cạnh Hê-li. Ngày hôm nay nếu mà lãnh đạo trong hội thánh có yếu đuối giống như Hê-li, liệu rằng quý vị có sẵn sàng để mà phục vụ Chúa bên cạnh những lãnh đạo yếu đuối đó, giống như Samuel đã từng phục vụ Chúa bên cạnh Hê-li không? Hay là quý vị sẽ nói rằng là ông mục sư bây giờ ông già yếu rồi,
bây giờ ông không còn ơn nữa, thôi bây giờ mình kéo qua nhà muôn dân mình nhóm. Hoặc là mình kéo qua chỗ nào đó mình nhóm. Dĩ nhiên điều đó cũng có lý. Tôi không nói rằng quý vị sai. Nhưng quý vị ơi, ở đây Đức Chúa Trời Ngài đã đặt Samuel ở bên cạnh cái ông thầy tế lễ yếu đuối vô cùng. Thậm chí là con cái của ông ấy cũng phạm tội ác nữa. Vậy đó mà ông đã lớn lên ở trong một cái môi trường bất toàn như vậy. Nếu chúng ta vâng phục, chắc chắn chúng ta sẽ là những người được ơn và thành công sau này. Amen. Hãy vâng phục vì cớ Chúa, chứ không phải là vâng phục vì cớ con người. Nếu Chúa Ngài đã định quý vị ở trong hội thánh này, nhóm lại thờ phượng Chúa, quý vị hãy cưa lại. Còn nếu quý vị gọi được Chúa gọi đi chỗ khác, thì đó là cái sự quyết định của quý vị với Chúa. Và nếu quý vị vâng lời Chúa, quý vị sẽ được phước và sẽ ra hoa kết trái cho Ngài. Điều thứ 8 đó là chúng ta hãy có sự khiêm nhường và khiêm tốn. Nhờ sự khiêm nhường, mẹ Sê-tê đã nhận được sự quan tâm chăm sóc ngay lập tức của vua. Bà đã nhận được cái câu trả lời cho nan đề của dân tộc bà. Và những người xung quanh bà cũng được phước qua sự khiêm nhường của mình. Ở trong Phi-rơ nhất đoạn 5 câu 5 chép rằng là Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo nhưng ban ơn cho người khiêm nhường. Vậy thì khi chúng ta càng được ơn, chúng ta càng phải khiêm nhường. Bởi vì nếu không, sẽ đến một lúc nào đó, khi chúng ta kiêu ngạo rồi, chúng ta sẽ thấy rằng là mình có ơn, nhưng mà ơn thế ớn luôn quý vị. Xin Chúa cho chúng ta luôn luôn giữ được cái ơn của mình. Nếu chúng ta hát thờ phụ Chúa hát hay, chúng ta hãy nói rằng là cảm ơn Chúa bởi vì Chúa cho tôi có giọng thanh, tiếng tốt. Nếu quý vị được người ta khen quý vị rằng là quý vị đàn hay, tiếng đàn được sức dâu, hãy nói rằng là tạ ơn Chúa, Chúa cho tôi đó. Chứ không phải tôi đâu, không phải tôi đàn đâu, nhưng mà là Chúa, Ngài sức dầu cho đoàn tay của tôi. Chứ đừng cho rằng là hội thánh này mà một ngày nào đó tôi rời khỏi hội thánh này là hội thánh này không thể nào phát triển được. Quý vị ơi, lầm to. Bởi vì nếu không có Chúa, hội thánh mới không phát triển thôi. Chứ còn không có con người thì chợ vẫn đông, đúng không ạ? Không có mở chợ vẫn đông. Xin Chúa cho chúng ta càng khiêm nhường hơn. Để đến nỗi mà người ta chỉ thấy Chúa thôi chứ không thấy chúng ta nữa. Amen. Và điều thứ 9 đó là chúng ta hãy cầu nguyện tiếng lạ thật là nhiều. Bởi vì tiếng lạ sẽ là cánh cửa mở ra cho những ơn phước của thiên đàng tuôn đổ xuống trên tâm linh của chúng ta. Sứ đồ Phao-lô là một sứ đồ đầy ơn của Chúa và ông đã viết ra hơn phân nửa các sách ở trong Tân Ước. Tân Ước thì có 27 sách. Nhưng mà sứ đồ Phao-lô đã viết được 16 sách, tức là ông đã viết hơn phần nữa. Và ông nói rằng là tôi nay là người thế nào, đó là nhờ ơn Đức Chúa Trời và ơn Ngài ban cho tôi, không phải là uổng vậy. Trái lại, tôi đã làm nhiều việc hơn các người khác, nhưng nào phải tôi, bèn là ơn Đức Chúa Trời đã ở cùng với tôi. Ở trong Cơ Đốc Tô nhất đoạn số 15 câu 10 chép như vậy. Ông nói rằng là không phải là ông đâu, nhưng mà là đó là nhờ ơn của Chúa ban cho chính mình ông. Và chúng ta xem ơn đó đến từ đâu. Cô Đô Tô Nhất đoạn 14 câu số 18 chép rằng là tôi tạ ơn Đức Chúa Trời vì đã được ơn nói tiếng lạ nhiều hơn hết thảy anh em. Chúng ta thấy rằng là Phao-lô là một người có ơn của Chúa. Và ông nói rằng là ông đã nói tiếng lạ nhiều hơn hết thảy mọi người. Ở đây ai cầu nguyện tiếng lạ một ngày nửa tiếng? Xin giơ tay lên tôi biết à. Một người, hai người, ba người. Wow, cảm ơn Chúa. Rồi ai cầu nguyện tiếng lạ trên một tiếng đồng hồ? Rồi một người, có một người. À, tức là bây giờ mình tính chung mình cộng đi nha. À, chứ mình không nói là đều đặn hàng ngày. Rồi có ai cầu nguyện tiếng lạ một ngày trung bình là 2 tiếng không? Ít đúng không? Vậy đó mà Phao-lô ông nói rằng là ông cầu nguyện nhiều hơn tất cả mọi người khác. Và ông cầu nguyện tiếng lạ rất là nhiều quý vị. Tôi có thể hình dung rằng là ông ấy đi trên ngựa, đi trên xe cũng có thể cầu nguyện. Làm cái gì cũng cầu nguyện tiếng lạ hết. Đến nỗi mà Phi-rơ nhìn vào trong đời sống của Phao-lô đó, thì Phi-rơ cho dẫu rằng ông là người lớn tuổi hơn Phao-lô,
Nhưng mà cũng công nhận rằng là đây là anh cả, đây là anh Phaolô ở trong sách của Phi-rơ đó. Phi-rơ đã công nhận rằng là Phaolô là anh trong thuộc linh đó quý vị. Tức là có những cái sự mặc khải của Chúa mà Chúa ban cho Phaolô còn nhiều hơn cả Phi-rơ nữa. Và Phi-rơ công nhận rằng là Phaolô thật sự là một người đàn anh ở trong thuộc linh. Vậy thì để chúng ta được ơn của Chúa ở trong nhà của Chúa hoặc là trong bất cứ công việc gì, tôi khích lệ quý vị chúng ta hãy cầu nguyện bằng tiếng lạ. Những ai chúng ta chưa có được báp tên thánh linh của Chúa thì chúng ta hãy khao khát để chúng ta được báp tên thánh linh của Chúa. Đừng chống đối tiếng lạ nha quý vị nha. Bởi vì Phaolô cũng nói rằng là tôi không bao giờ tôi ngăn trở việc nói tiếng lạ hết. Và anh em cũng đừng bao giờ ngăn trở chi về điều nói tiếng lạ. Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 14 câu số 20 đoạn 14 câu số 39. Ấy vậy hỡi anh em, hãy trông mong ơn nói tiên tri và đừng ngăn trở chi về điều nói tiếng lạ. Nhưng mọi sự đều nên làm cho phải phép và theo thứ tự. Tức là chúng ta phải nói tiếng lạ trong sự trật tự. Nhưng mà nếu mà giả sử vì một cái lý do nào đó người ta không có nói tiếng lạ một cách trật tự thì cũng đừng có vì lý do đó mà chúng ta ngăn trở việc nói tiếng lạ. Ngày hôm nay nhiều hội thánh đã ngăn trở việc nói tiếng lạ. Thậm chí có hội thánh nói rằng là nói tiếng lạ là nói tiếng quỷ, nói tiếng của ma quỷ chứ làm gì cái tiếng của Chúa nữa. Và điều đó làm cho thui chột những ân tứ thuộc linh của Chúa ở trong nhà của Đức Chúa Trời. Nhưng mà tôi cảm ơn Chúa, trong chính đời sống cá nhân của tôi cầu nguyện tiếng lạ cũng khá là nhiều. Và tôi thấy rằng là khi mình cầu nguyện tiếng lạ luôn luôn có quyền năng của Chúa xảy ra. Có những sự mặc khải siêu nhiên của Chúa đến, có những sự chữa lành và giải cứu xảy ra. Và tiếng lạ luôn luôn đầy quyền năng quyền mà cha. Ai không tin thì người đó sẽ không nhận được phước hạnh. Còn những ai mà chống đối, những ai nói rằng tiếng lạ là tiếng của ma quỷ đó quý vị, tôi cảnh báo rằng là người đó đang phạm đến cái tội không thể được tha thứ. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 12, Chúa Giê-xu có nói, nếu nó phạm đến con người, tức là Chúa Giê-xu đó, thì còn có thể được tha. Nhưng mà nó phạm đến Đức Thánh Linh, thì dầu đời này hay là đời sau cũng không được tha. Tức là người Công giáo họ tin rằng là trong đời sau có thể được tha thứ cho nên họ mới xin lễ. Ví dụ mẹ mà về với Chúa đó thì cái người con ở đây bắt đầu đưa tiền cho người cha, nói cha ơi mẹ con là Maria gì Trần Thị gì đó qua đời, nhờ cha cầu nguyện cho linh hồn của mẹ con có thể vào trong được thiên đàng. Người Công giáo họ không tin rằng là mình khi còn sống này nè, mình có thể vào trong thiên đàng. Ngay cả Đức Giáo Hoàng cách đây nhiều năm về trước, có một vị Giáo Hoàng đã nói với một vị phóng viên rằng là, khi mà vị phóng viên này hỏi rằng là thưa Đức Giáo Hoàng, Đức Giáo Hoàng có tin rằng là Đức Giáo Hoàng sau khi chết, Đức Giáo Hoàng được vào thiên đàng không? Thì ông Đức Giáo Hoàng đó ông trả lời rằng là xin thưa với anh rằng là chính bản thân tôi cũng không chắc rằng là có vào thiên đàng được hay không. Nhưng mà nếu nhờ ơn của hơn 1 tỷ giáo dân ở trên thế giới này cầu nguyện cho tôi sau khi tôi qua đời thì tôi họa chăng họa may mới được vào trong thiên đàng. Đây là một cái điều khác biệt giữa tin lành và Công giáo. Nếu quý vị không tin, quý vị hỏi bất cứ người Công giáo nào đi, quý vị sẽ thấy không có một người Công giáo nào đi nhà thờ mà tin rằng là mình được vào thiên đàng hết. Tại vì người Công giáo họ cho rằng là phải tu thân tích đức nè, phải ăn hiền ở lành nè, đúng theo lời của Chúa đó mới được vào thiên đàng. Mà vào thiên đàng được á, gọi là thánh quý vị, thì người ta ở dưới đất này nè sẽ có thể cầu nguyện trực tiếp với thánh đó. Cho nên là người Công giáo sau khi chết đi đó, họ sẽ có cái buổi lễ gọi là phong thánh cho một cái người nào đó tin Chúa khi còn sống, có một đời sống chính trực mẫu mực nào đó, thì cái người đó sẽ được gọi là thánh và người ta có quyền để cầu nguyện với vị thánh đó, và vị thánh đó sẽ nhận cái lời cầu nguyện đó và đến trực tiếp với Đức Chúa Trời trên trời ở tại ngôi của Chúa để mà đưa cái lời cầu nguyện đó cho những người mà họ muốn cầu nguyện với Chúa đó. Bởi vì người Công giáo họ nói rằng là mình khó đến với Chúa lắm, cho nên giáo dân Công giáo họ đi đường vòng không à. Công giáo hả? Chị Công giáo là tốt hơn tôi. Tôi ngày xưa là bị ông cha xứ cũng nói rằng là mày là Công giáo chứ không phải là Công giáo. Tại vì xưa đó
Hồi xưa tôi còn nhỏ đó là tôi cứ chạy vòng 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 phá làng phá xóm đó. Đến nỗi mà ông biết tụi tôi, ông nhìn vào trong cái nhóm thiếu nhi của tôi nó, tụi bay á là công giáo, tức là cái giáo nó không có thẳng nữa mà nó cong vậy nè. Mà tạ ơn Chúa, Chúa cho gia đình của chúng tôi được biết lại thật ở trong lời của Chúa và chúng tôi được thay đổi. Và chúng tôi tin rằng là chúng tôi được cứu bởi ân điển chứ không phải là bởi vì công đức của riêng mình. Cho nên giáo dân công giáo ngày hôm nay họ rất là thấy thương quý vị. Họ cứ cố gắng nỗ lực đọc kinh thánh, đi nhà thờ đều đặn để linh hồn của mình được cứu. Chứ họ không tin rằng mình đã được cứu rồi. Quý vị thấy mình phước không? À, phước hơn 1 tỷ người công giáo trên thế giới đúng không? À, mình tin Chúa là tên của mình đã được ghi vào trong sách sự sống thiên đàng rồi. Chứ không cần phải đợi là con cái mình, những người mà còn sống trên đất này đó cầu nguyện cho mình được vào thiên đàng. Chờ phong tánh. Và điều thứ 10 quý vị, điều cuối cùng đó là chúng ta cần phải có sự khôn ngoan của Chúa. Để chúng ta được ơn của Chúa, chúng ta cần phải có sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời ban cho. Ở trong Châm Ngôn 3 câu 13 chép rằng là người nào tìm đặng sự khôn ngoan và được sự thông sáng có phước thay. Và Châm Ngôn 4 câu 7 chép rằng là sự khôn ngoan là điều cần nhất. Vậy khá cầu lấy sự khôn ngoan, ngoan hãy dùng hết của con đã được mà mua sự thông sáng. Một người được ơn của Chúa, người đó sẽ có sự khôn ngoan. Không có một người thánh nào hoặc là một vị sứ đồ nào hoặc là một người của Đức Chúa Trời nào ở trong Nguyên Thánh từ Cựu Ước cho đến Tân Ước mà người đó lại thiếu sự khôn ngoan. Luôn luôn trong đời sống của những người được ơn của Chúa có một sự khôn ngoan của Chúa. Tôi không nói về cái sự khôn ngoan của đời này. Tôi không nói về bằng cấp học vị hoặc là chức tước gì cả. Bởi vì đối với đời này, một người khôn ngoan, một người giỏi thật sự phải có bằng tiến sĩ, thạc sĩ hoặc là cái gì đó sĩ sĩ gì đó. Nhưng mà đối với Chúa thì bằng cấp không phải là vấn đề. Đối với Chúa, tấm lòng có kính sợ Chúa hay không, đó là khởi đầu của sự khôn ngoan. Sự khôn ngoan của Chúa nó khác với sự khôn ngoan của đời này quý vị. Sự khôn ngoan của Chúa sẽ khiến cho chúng ta có sự thăng tiến ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Tuy chậm nhưng mà chắc. Người đời họ khôn lõi chứ không khôn ngoan. Họ có khôn đó nhưng mà không có ngoan. Họ tìm cách để lươn lẹo, tìm cách lọc lừa, moi được đồng nào hay đồng đó. Thấy 100 tỷ là đớp ngay chứ không có suy nghĩ gì hết. Mà tôi mới thấy có 100 tỷ thôi mà đã có ông cựu chủ tịch vào trong tù rồi đó. À, tôi thấy, wow, có những chỗ mà 1.000 tỷ thì nó còn đớp như thế nào. Đúng không ạ? Mới 100 tỷ mà ta còn tham như vậy. Để không có lòng tham, người đó cần phải có sự khôn ngoan của Chúa. Còn sự khôn ngoan của đời này thì nói ngu sống đớp. Mày không đớp thì có thằng khác đớp. Đúng không? Mình không tham nhũng thì có thằng khác tham nhũng thôi. Cho nên là cứ lấy, không ai biết đâu. Đó là cái sự khôn ngoan của đời này. Cho nên có nhiều người họ phải ôm hận là vậy. Tôi khích lệ quý vị, chúng ta muốn được ơn của Chúa, hãy có sự khôn ngoan của Chúa. Tránh xa sự tham lam, tránh xa khỏi những cái hành động gian dối lọc lừa. Hãy cứ sống ngay thẳng, cho dẫu người ta chê mình cù lần hoặc là ngu dốt. Nhưng mà chúng ta hãy cứ đứng với Chúa, chắc chắn quý vị sau này sẽ được khôn ngoan. Amen. Yeah. Nếu chúng ta thiếu sự khôn ngoan của Chúa, chúng ta hãy cầu nguyện với Chúa. Trong Gia Cơ đoạn 1 câu 5 chép rằng là ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời là đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai thì cái ấy sẽ được ban cho. À, hãy cầu nguyện bắt đầu từ hôm nay, Chúa ơi xin cho con có sự khôn ngoan. Và khi sự khôn ngoan của Chúa đến, quý vị sẽ có ý tưởng để làm việc. Có sự khôn ngoan của Chúa, quý vị sẽ biết mình phải nói như thế nào, quyết định làm sao và gặp những ai, đi những đâu. Chúng ta sẽ được Chúa hướng dẫn ở trong cuộc sống của chúng ta, cho công việc của chúng ta. Xin mời quý vị đứng lên và chúng ta cùng cầu nguyện theo lời của Chúa. Hallelujah, Chúa ơi, chúng con một lần nữa, chúng con cảm ơn Ngài vì lời của Chúa buổi sáng nay nhắc nhở mọi người chúng con. Chúng con cần phải sống khôn ngoan theo lời của Chúa. Chúng con rất là cần có ơn của Ngài để chúng con có thể phục vụ Ngài và kết quả cho Ngài ở trên đất này. Chúa ơi, nếu không có ơn của Chúa, chúng con sẽ chẳng thể nào làm chi được. Chúng con nếu không có ơn của Chúa, chúng con sẽ không thể nào chiến thắng được bất cứ điều gì cả, Chúa ơi. Nếu không có Chúa, chúng con sẽ chẳng làm chi được. Ngoài Chúa ra, chúng con chẳng có phước gì hết. Lạy Chúa, xin cho chúng con được tiếp tục ở trong Ngài và những lời của Ngài cũng ở trong chúng con.
Xin Chúa thêm lên chúng con cái tấm lòng yêu mến Ngài, yêu mến người khác. Chúng con luôn là những người trung tín, là những người chân thật, công chính, là những người có một đời sống khiêm nhường, hạ mình, biết vâng phục và có sự khôn ngoan của Chúa. Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con luôn bước đi ở trong sự sáng của mặt Chúa, để khi chúng con ở trong gia đình hoặc là ở trong xã hội, khi chúng con đi làm hoặc là khi chúng con về nhà, chúng con đều được ơn của Ngài. Xin Chúa Ngài dạy dỗ cho môi miệng của chúng con được nói năng khôn ngoan. Môi miệng và đời sống của chúng con luôn đi đôi với nhau theo lời của Chúa, để chúng con có thể gây dựng và khích lệ cho những người thân yêu chung quanh chúng con. Không một ai bị vấp phạm xuyên qua đời sống của chúng con cả. Nhưng nguyện đời sống của chúng con sẽ làm sáng danh Chúa, và xuyên qua đời sống của chúng con, nhiều người sẽ được biết đến Ngài, và nhiều người sẽ được kinh nghiệm sự đổi mới, được đổ đầy Thánh Linh của Chúa, và nhiều người sẽ được phước. Còn cảm ơn Chúa. Nguyện Chúa ban ơn và ban phước cho mỗi đời sống của chúng con, chứ được gia tăng, được phước, được thành công, được thịnh vượng. Chúa ơi, có những đại gia sẽ được Chúa Ngài dấy lên ở trong hội thánh này. Amen. Qua sự trung tín, qua sự vâng phục của họ, Chúa sẽ ban ơn cho anh chị em chúng con. Amen. Chúng con công bố rằng hội thánh của Chúa sẽ được tiếp tục phát triển, được mở rộng ra càng hơn nữa. Nhiều người sẽ được biến đổi, và thậm chí là có những người giàu có ở trong đời này sẽ bước vào đây và tin nhận Chúa Giêsu Christ ở trong những ngày tới. Bởi vì chúng con sẽ là những người được ơn của Chúa. Khi chúng con làm theo lời của Ngài, chúng con sẽ thấy rằng không có một thứ phước thiêng liêng nào mà Chúa Ngài tiếc với chúng con cả. Chúng con sẽ nhận được đầy đủ tất cả mọi thứ phước thiêng liêng ở cái nơi trên trời trong Đức Chúa Jesus Christ của chúng con. Cảm ơn Chúa, xin Chúa cho chúng con luôn có tấm lòng trung tín, vâng lời Ngài, dâng hiến đầy đủ 1/10 để Chúa Ngài có thể mở trời của Ngài ra cho đời sống của chúng con và ban phước chúng con một cách dư dật, không thiếu thốn chút nào. Còn cảm ơn Chúa, và chúng con cùng nhau thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.